đại duyên vậy đó. Em không có thích người nước ngoài. Em không có thích người nước ngoài. Sau nói chuyện có 2 tháng, ông nói yêu em. Ông nói ông này tào lao dữ trời. Ông này tào lao dữ trời. Cái em nói bây giờ là tại vì nếu mà muốn yêu á thì thật sự nghiêm túc và có đến Việt Nam được không? Thì em chờ, ông nói ông sẽ đến Việt Nam một ngày nào đó. Em nói bây giờ mình thử đi. Hai đứa đang ngủ với nhau, xong sáng 5 giờ sớm lắm. Em theo thường lệ em sẽ say qua em ôm ổng. Nó là ngày thứ 2 ông về Việt Nam thôi. Là bắt đầu em, ủa ông này đi đâu rồi ta? Mới sáng sớm mới qua Việt Nam có biết gì đâu. Cái tự nhiên cánh cửa mở ra. Honey, I kiss you, I love you so much. Em nhìn lại, chị biết tặng gì? Nguyên cái bông cúc cúng màu vàng. Nguyên cái bông cúc cúng màu vàng. Dạ ngay đó ngay đó. Bông cúc màu vàng. Nice to meet you too. Come on, come on. Vietnamese? Very little. A little. Very, very little. Xin chào hai vợ chồng. Dạ. Rất vui mừng khi mà được đón tiếp hai vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Trước hết thì mời hai vợ chồng em giới thiệu về mình. Dạ. Chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận. Em tên là Hồng Phượng, 34 tuổi. Công việc hiện tại là diễn viên. Còn đây là ông xã của em. Xin chào. Tôi tên là Chris. Tôi tên là Chris. Yeah. Been in Vietnam what, 2 years? Hai years. 2 năm hả? Yeah, 2 years. I am an English teacher. Giáo viên tiếng Anh ạ. Giáo viên tiếng Anh luôn. Dạ. Sao mà vợ chồng gặp nhau được? Dạ, cái chuyện tình của em cũng giống như là duyên vậy đó. Em không có thích người nước ngoài. Dạ. Bạn em mới chơi cái app đó là cáp hẹn hò. Thì nó mới nói là thôi mình lên app mình chơi đi. Tại vì cái bạn em là bên bên Mỹ luôn, là cùng bang với ông này. Nó nói là lên chơi đi, mày lấy cái account của tao này mày chơi. Xong rồi mày gặp những người nước ngoài, mày giống như là mày nói chuyện để mà trao dồi thêm tiếng Anh, để cho tiếng Anh mày biết thêm. Nó nói thôi tao sợ người nước ngoài lắm, tao không chơi đâu. Bây giờ lừa nhiều lắm. Nó nói không, mày chơi đi. Ví dụ mày gặp ai nghiêm túc thì mày quen, còn không nghiêm túc thì giống như là mình trao dồi tiếng Anh thôi. Trước kia gặp ông này quá trời ông vô mà tào lao biết lao gì đâu không. Cái tự nhiên anh này vô ảnh hai cái em mới nói trời ơi, trước kia gặp mấy ông nội kia tào lao, biết ông này quá tào lao không thì nói chuyện thử. Xong lúc đầu thì ổng xin Facebook của em. Ồ có Facebook luôn, vậy là được, vậy là mình phải vô Facebook mình tìm hiểu coi ông này như thế nào rồi này kia. Sau nói chuyện có 2 tháng, ổng nói yêu em. Ông nói ông này tào lao dữ trời. Cái em nói bây giờ là tại vì nếu mà muốn yêu á thì thật sự nghiêm túc và có đến Việt Nam được không? Thì em chờ, ổng nói ổng sẽ đến Việt Nam một ngày nào đó. Em nói bây giờ mình thử đi. Cái sau 4 tháng nói chuyện, mà ngày nào ổng cũng nói nha, ổng nói với sau khi mà kết thúc cuộc trò chuyện sao ổng sẽ nói câu là I love you, bây giờ tôi yêu bạn. Mà em không nói suốt thời gian dài là trong 2 tháng luôn. Cái một bữa đó cái ổng nói I love you, em không nói nữa. Cái ổng hỏi em tại sao không nói lại là I love you chưa? Ủa gì kỳ vậy, tôi với ông nói là bạn bè nói chuyện thôi chứ chưa có là vào cái mối quan hệ là yêu đương. Cái ông nói là tại vì ở bên Mỹ á, người ta khi mà cảm mến một người nào đó thì người ta sẽ nói là I love you. Còn nếu mà cái con yêu cũng được, nhưng mà cảm mến lại thì nói cái câu đó giống như là cái phép lịch sự. Sau này thì em mới biết cái điều đó, thì khi mà ông nói câu đó em sẽ nói lại. Sau 4 tháng nói chuyện em mới thử, em giả bộ em nói anh ơi bây giờ em thèm sô cô la quá à, mà bên Việt Nam không có mấy cái loại này nè, anh gửi cho em đi. Cái em nói ừ bữa nào đó gửi. Cái nó bữa nào vậy cha, này là lừa mình rồi, bữa nào. Thì tình cờ cái tháng sau ở bên bưu điện mới gọi cho em, nói là mà không biết ổng tìm ở đâu được địa chỉ đồ nhà em hay ghê. Ủa, luôn hay vậy? Không biết luôn, tại vì không lúc đó là tại vì em làm người diễn viên á, em hay lễ mấy contact ở trên số điện thoại của em ở trên Facebook để mọi người liên lạc á. Rồi nói là em có một cái bưu kiện ở bên Mỹ gửi. Trời. Tại lúc trước á là em đã bị gạt hết một lần, là nói bạn có cái bưu kiện này nè, bạn lên bạn lãnh đi, nhưng mà bạn phải đóng 10 triệu. Ví dụ đó giờ lừa hoài đúng rồi, thôi là lúc đó là rầm rộ dữ lắm. Xong nó trời có khi nào bắt mình đóng tiền nữa không trời. Em hỏi chị cho em hỏi là em có phải đóng tiền gì không chứ giờ em không có tiền. Cái nó không, chị ra đầu đường đi là cái xe bưu điện nó tới rồi, bạn chỉ ra là lấy vô thôi. Thì mở ra xong ông này vừa đúng ông này gọi hỏi là nhận được quà chưa. Mở ra quà gì? Mở ra thì là sô cô la. Thì những thứ mà em gửi hình cho ổng là ổng chọn mấy cái đúng cái chai nhiều không? Như một thùng bữa. I thought about first time you sent me chocolate. Oh, yeah. Oh, Chris, how do you feel when the first time you look her? Online or in person? Because it's different. First time when I see online, I think she looks so beautiful. She's beautiful. But we start talking, video, FaceTime, video. Okay, so beautiful. But most beautiful when I come Vietnam off airplane, see her first time in real. It's different between video, hey, but then in real, you know, and so. Yeah, ngoài đẹp hơn. Yeah, I was like angel. Oh. Angel. Yeah. Angel luôn hả? Lúc mà ảnh gặp em á, là ảnh là độc thân hay là ảnh đã có gia đình rồi? Người yêu. Dạ, là độc thân luôn. Độc thân luôn. Dạ, độc thân là chắc cũng 4 năm rồi. Nhưng mà Chris có phải là cái người mà trong cái gu của em không? Cái người
hoàn toàn không luôn. Không luôn. Dạ, không. Gu em là gì? Nó sợ người nước ngoài. Dạ, đúng rồi. Gu em là trai như thế nào? Trước á, thì em sợ người nước ngoài, sau khi nói chuyện với ổng á, em thấy người nước ngoài cũng dễ mến, cái xong tự nhiên em thích người nước ngoài, nhưng mà ông rất chồng em không phải là gu của em. Gu em là sống muối, đẹp trai đồ này kia, trắng dẻo. Ổng là quá trắng luôn á chứ. Không, đen bố rồi anh, lúc qua mới đẹp trắng lắm. Dạ. Nhưng mà không có sống muối, không mà cười cũng được. Ừ. Và cái lần mà ổng về Việt Nam đó, dạ, thì là em có đưa ổng về gặp gia đình không? Dạ có. Cái ngày đầu tiên về sân bay là đi về gia đình em trước. Nhưng mà trước đó nói chuyện FaceTime với nhau ở trên Facebook á là đã gặp gia đình hai bên hết rồi. Dạ. Gia đình em khoái ổng không? Trời ơi, mẹ em thương ổng còn hơn em. Gì? Mới về là đã thương rồi hả? Dạ, tại vì trước đây á mà nói chuyện ở trên FaceTime á là thường xuyên nói chuyện, luôn có mẹ em cứ bên cạnh. Bởi là em là người dịch cho mẹ em rồi, thì mẹ em thí dụ cần cái này cần cái kia là ổng luôn luôn là giống như là hỗ trợ hết. Dạ. Mà rất là lễ phép luôn. Rồi học là học tên của mẹ em đầu tiên, học gọi mẹ em đầu tiên. Rồi sau đó thì sao? Ảnh về Việt Nam rồi anh ở bao lâu? Và hai đứa có đi đâu chơi không? Rồi có ở chung với nhau không? Đó. Dạ, lúc mà về Việt Nam là ảnh ở khách sạn. Nhưng mà trước đó là đã xin với mẹ rồi. Xin với mẹ tầm 3, cha cũng rất là khó. Là cũng xin trước đó là cho em được ở chung với ảnh để mà tìm hiểu nhau. Xong rồi lúc mẹ thì là mẹ đồng ý. Thì mẹ nghĩ là bây giờ thời đại 4.0 rồi, những cái chuyện đó là bình thường. Còn cha thì không cho. Cha không chịu, cha nói là con gái mà chưa lấy chồng không được ở chung với nhau. Cái xong em mới thuyết phục. Em nói thì cha cứ cho ở thử đi. Nếu mà bây giờ nếu mà hợp mới lấy, bây giờ không ở với nhau, ví dụ không hợp mà đụng cái lấy nhau về không hợp nữa thì cái đó mà chia tay nó lại còn khổ con hơn nữa. Thì cha đồng ý. Thì hai đứa tìm hiểu sau, đáng lẽ là kết hôn năm 2022, nhưng mà có vài chuyện nó xảy ra, xong rồi đến năm vừa rồi tụi em mới kết hôn. Dạ. Nhưng mà Chris có phải là một người lãng mạn không? Thỉnh thoảng thôi ạ. Em kể về cái lần đầu tiên mà lãng mạn nhất của ảnh nha. Có nghĩa là cái ngày đầu ông nói đi, ông nghe ông làm muốn nói. I try be romantic sometimes. Yes. But every time I try romantic, I wrong. First time I buy flower. I come Vietnam. I buy flower for her. Yes. I think, good job. Yes. Romantic, yeah. Honey, I buy you flower. Để em diễn tả lấy cái ánh mắt em luôn. Để ông nói. Tại vì ông không biết cái bông đó là cái bông gì. Hai đứa đang ngủ với nhau, xong sáng 5 giờ sớm lắm. Em theo thường lệ em sẽ say qua em ôm ổng. Nó là ngày thứ hai ông về Việt Nam thôi. Là bắt đầu em, ủa ông này đi đâu rồi ta? Mới sáng sớm mới qua Việt Nam có biết gì đâu. Cái tự nhiên cánh cửa mở ra. Honey, I kiss you, I love you so much. Em nhìn lại, chị biết tặng gì? Nguyên cái bông cúc cúng màu vàng. Nguyên cái bông cúc cúng màu vàng. Dạ, ngay của nó ngay rồi. Hoa cúc màu vàng. Nhưng mà kể từ cái vụ mà bị fail đó là còn tặng hoa nữa không? Dạ, sau này là biết rồi, tặng hoa hồng. Tại vì ông sẽ hỏi em là em thích hoa gì nhất. Em sẽ nói là em thích hoa hồng nhất. Có khi nào hai đứa cãi nhiều đến mức mà coi như là xém, coi như là chia tay, dừng lại cái mối tình đó không? Dạ có, là năm rồi đó anh. Là trước cưới phải không? Dạ trước khi nhưng mà quyết nó định. Là cái chuyện gì mà lớn dữ vậy? Em cũng không nhớ nữa, là có nghĩa là nhiều khi một cái chuyện nó rất là nhỏ, xong rồi em suy nghĩ, em là bị overthinking á. Cái em mà khi em cãi á, em cãi cho bằng được, em cãi cho tới, xong đến lúc mà ổng nói lại thì em im. Cái tật của em là như vậy đó, ổng nói là em im em không trả lời. Ổng hỏi cách nào em cũng không trả lời, mà ổng rất ghét cái vấn đề đó. Rất ghét luôn. Ổng ý ông nói là nếu mà ổng nói hoặc là cãi nhau mình phải nói cho nhau biết. Không, em im. Em im mà em đã mặt cái ghét lắm. Em làm ổng nói thì nói, em bấm điện thoại. Ổng không thích lúc mà cãi nhau là em lướt điện thoại hay cái gì đó, mà tập trung để nói cho nhau nghe cái vấn đề xảy ra. Rồi lúc đó là em không, tại vì em không nhớ, tại vì lâu lâu hay gây những cái vấn đề nhỏ nhỏ. Cái đợt đó là cái vấn đề mình lớn lắm em không nhớ. Xong ổng mới quyết định là ổng đi, ổng nói bây giờ hai đứa tạm xa nhau đi khoảng một thời gian đi, thế nếu mà ok thì quay lại, còn không thì thôi. Là ổng đi qua Philippines chắc là 2 tuần. Mà ổng nói là đi qua nhưng mà thôi đừng có liên lạc hay cái gì đó để coi nhau mình có nghĩ về nhau không. Vừa qua Philippines ngày đầu tiên đặt chân xuống là anh tới sân bay rồi nha. Bắt đầu tới sân bay rồi nha. An đang ở khách sạn này nè. Xong rồi FaceTime nguyên một ngày y chang như lúc ổng còn bên Mỹ luôn. Giống như đi du lịch vậy đó. Dạ như yêu xa. Dạ bây giờ yêu xa lại. Yêu xa chứ không. Rồi chắc lẽ là đó là cái trận mà coi như cãi vã nhau lớn nhất đúng không? Dạ. Rồi bây giờ thôi tới cái phần kia đi. Bây giờ lấy nhau mới có 1 năm hả? Hai đứa yêu nhau là 3 năm. Mà vừa kết hôn mà 5 rồi. Dọn về sống chung á, bắt đầu là sẽ lòi ra những cái vấn đề gì mà em không nghĩ là Him sẽ có. Ví dụ vậy những cái tật xấu nào đó của Him mà em muốn Him thay đổi á. Dạ. Chơi game. Ổng là chơi play game. Chơi game. Dạ. Ổng chơi game gì? Cái trò chơi giống như chiếc cây Candy Root gì đó, mà trước đó chơi bắn súng, xong sau này chiếc Candy Root. Một ngày ông chơi bao lâu?
Có thể chơi từ sáng đến tối, cả chơi kể cả ngày cũng Candy Rush. Sometimes. Đôi khi mình cũng muốn vợ chồng ở nhà, ví dụ ông đi dạy suốt ngày à, rồi ví dụ thứ hai thứ ba ngày ốp á, vợ chồng ở nhà nấu một món gì ăn, tuy là em không nấu được thiệt nhưng mà em muốn hai vợ chồng đi mua đồ về nấu với nhau ăn với nhau cho nó tình cảm. Không, ông này ông ghét đi lắm. Em làm gì làm nữa, ông nằm chơi game. Dạ rồi tiếp tục nữa hả? À, còn tật xấu gì nữa? Hút thuốc. Hút thuốc nhiều không em? Hút thuốc nhiều lắm ạ. Mà em nói hoài à, em nói thôi bớt đi. Có bừa bộn được không? Bừa bộn có thí dụ, luôn. Thí dụ ổng hay nói em là OCD á, là em phải gọn gàng, nhà của em rất là ngăn nắp. I told about me. Mà mỗi lần em dọn đôi giày ổng về là ổng cỡ ra ổng để ngay đó. Còn em không, tại em có cái kệ, giày là phải xếp theo giày, dép là phải xếp theo dép, ăn đồ vậy nó chén rửa là chén theo chén, tô theo tô. Đúng rồi. Rồi ngăn nắp em là quét nhà lau nhà thường luôn. Ông này về hồi lúc mà mới về nhau thì không hiểu, hai đứa gây lộn cũng vấn đề đó hoài. Sau này em làm em không nói mà ổng cũng hiểu tính em luôn. Rồi lúc này ổng sợ lắm, em mà cầm cái chổi lên quét nhà, hồi trước là vẫn ngồi đó nha chị, sau này nha em mà cầm cái chổi lên quét nhà là bắt đầu đi ra ngoài ban công ngồi chứ không có dám ngồi trong nhà. Sao em quét trước mặt nữa đó. Lấy xe ngồi là ngồi có vấn đề liền. Đến cả bạn em qua chơi, mấy bạn nói qua nhà em chưa bị áp lực lắm. Là kiểu tại là, em đúng không? Là tại em thì em sẽ kiểu là vô toilet là phải khô ráo luôn, là tại vì em có để sẵn dép để ngoài đi cho mọi người đi vào á. Đó là ông này mỗi lần em gái của mình nhí. Ông này mỗi lần tắm ra là em vô em lau, em lau em lau cho sạch sẽ hết, xong rồi đi ra rồi lấy. Ông đi vô ông giảm cái nữa là cái mặt em nhìn. You don't stop. Nói vừa lau xong. Đó đó. Giờ em muốn ông thay đổi cái điều gì? Là hút thuốc ít lại, nếu mà được nữa thì bỏ luôn. Dạ, càng ngày tuổi cũng còn lớn, vậy là ổng hay thức khuya để suy nghĩ đồ này kia, rồi hút thuốc nhiều thì nó hại cho sức khỏe. Mà em không thiệt, em rất là kỵ cái mùi thuốc, em mà nghe mùi thuốc em chịu không nổi, tại em bị viêm son nữa. Gọi gì nữa không? Có muốn thay đổi gì nữa không? Cái đó. Bớt nóng tính đi, một đứa nóng được rồi, hai đứa nóng nó thành ra là hay cãi nhau lắm. Rồi bây giờ tới Chris. I don't want her to change nothing. I love my nothing. Wife. Nothing. Nothing. Always say nothing. Always say nothing. See, I'm so romantic. See? I don't want her to change anything. I just maybe be more understanding. Like understanding, you know, it is still hard for me to leave America, leave and move Vietnam, try to understand Vietnam culture. You know, I am not Vietnamese. You know, I will not ever be 100% Vietnamese. Some things I love Vietnam culture, and sometimes I like American culture. You know, so just for her to understand what it like foreigner living in Vietnam can be very difficult, not so easy, you know. But and so maybe just understand and think, oh, this is not his country. So, but change nothing. I change about her. I love her. She's beautiful. She's perfect. But she wants you stop smoke. I know this. Yeah. You can do it. You can do it. Someday. Bớt bớt đúng không? Yeah. Someday. Chị thấy mấy người chồng ngoại quốc á, người ta rất là vừa ý và rất là hạnh phúc khi mà có một người vợ Việt Nam. Thành ra là đối với họ là cái đó là quá là perfect luôn rồi. Cho nên họ không muốn thay đổi gì cả. Cho nên là theo chị á, thì em nên khai ra với khán giả là, hoặc là với chị với anh Thuận là em có những cái gì mà tự em cảm thấy là mình vẫn chưa hoàn thiện. Ví dụ như là gì? Là có ghen không? Có nói em cực kỳ ghen. Có đó, thấy chưa? Đó. Ông này thì ổng không ghen. Trước khi mà ổng qua đây ổng biết cái tính chất công việc của em, tại vì trước khi mà quen nhau em cũng nói là cái tính chất công việc em vậy, nhiều khi đóng giờ ôm hôn bạn khác giới rồi sao. Ổng nói bình thường cái đó tại vì công việc của em mà, nên ổng không ghen. Nhưng ngược lại em rất là ghen ông này. Thì đó. She loves you so much. Yeah. Mà tại sao nè, nó lý giải tại sao lại ghen nè, ghen với học trò hay là sao? Dạ không, học trò với đồng nghiệp. Tàu là kid nhỏ nhỏ. Oh. Tại vì ổng rất là sở lỡ với mọi người, nhiều khi mình đi chơi rồi này kia với ổng á, mình rồi mấy cái đồng nghiệp nữ đồ. Ga lăng đó phải không? Dạ ông rồi, ga lăng đó. Cũng ly rồi uống rồi nói chuyện đồ đó. Em bị hông và thính kinh, cái gì là em suy nghĩ không có đơn giản như người ta. Đồng nghiệp gì lại nói chuyện với nhau, người ta bắt mặt mừng như vậy không? Là hai đứa cãi nhau cũng nhiều về cái vấn đề mà em hay ghen ổng lắm. Dạ, là em cần phải thay đổi mình cái đó là với ghen. Lại là lại hiểu ổng hơn, có nghĩa là hiểu về văn hóa của ổng hơn. Chứ không phải là vì một phía là ổng chỉ hiểu văn hóa của mình thôi. Đó nha. Thêm một cái nữa là lúc mà ổng giận lên, ổng cần một cái sự coi như là tranh luận với nhau thì em lại dựng dưng. Dạ đúng rồi, em ngồi em điện thoại không? Đúng không? Đó. Thì cái đó là thật xấu đó. Rồi, chúc cho hai vợ chồng luôn yêu thương nhau, hạnh phúc cùng nhau, nắm tay đi.
tất cả các nơi trên thế giới này. Dạ. Và đặc biệt là dừng chân ở bất cứ nơi nào mà cảm giác là mang lại cái niềm hạnh phúc cho mình. Và đến lúc nào đó sẽ chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình các em. Dạ. Em giới thiệu về mình. Em chào anh chị, em tên là Mai Quyên. Năm nay em 27 tuổi rưỡi. Hiện nay em làm nhân viên văn phòng ở cái hãng xe. Nói con em. Em tên Hữu Lợi, thì cũng làm chung với lại Quyên. Em năm nay nhỏ hơn bé này 2 tuổi. Nhỏ hơn bé này hả? Rất thành thật, rất thành thật. Nhưng mà nói cho bé để bé mừng á, là cái em này á, em già hơn bé nhiều lắm. Dạ nhiều lắm. Chuyện mà em hay là ảnh chinh phục em thì cũng chuyện là bình thường đúng không? Dạ. Không, ngược lại anh, bé này chinh phục em. Ồ. Em phải rất là vất vả luôn á. Phải không? Thời. Cũng chảnh lắm. Thôi à, hai em chắc có lẽ là quen nhau trong một cái công ty đúng không? Dạ, dạ đúng, quen trong công ty luôn nhưng mà công ty khác. Xưa là em thì em vô làm trước, giống như sư tỷ vậy đó. Bữa đó thì ngồi chụp dưới văn phòng thì cái em đang ngồi chụp cái thì lại vô xin việc. Xin việc xong rồi cái bản đi chắc cũng phải một tuần sau á thì lại quay lại phỏng vấn cũng ngay cái ngày em chụp ngay đó nữa. Có duyên. Dạ, có duyên á thì duyên. Nói chung là thấy cũng mập xấu. Không gì ấn tượng hết rồi mập và xấu. Không, gặp em là cứ nó xấu không à. Mập xấu mà có duyên phải không? Ban đầu gặp em thấy em xấu xấu mà em thấy em bình thường cũng có duyên mà. Xấu xấu đi cho em cào em bấu. Không mà tại vì lần đầu tiên gặp Quyên thì thấy cũng ngạc nhiên lắm. Nhân viên tiếp tân gì đâu mà nhìn nó không được duyên với lại sang lắm. Rồi sao em là người chủ động của cô Quyên hay là Quyên? Dạ không, hồi xưa là do em đi gặp khách hàng đó là em làm biến đi xe máy lắm. Đi đâu cũng bắt chở đi hết trơn á. Xong rồi chở đi một thời gian rồi nói chuyện nhiều thì tìm hiểu nhiều cũng có tình cảm nhưng mà cũng có qua mấy cái chuyện nó cũng gọi là sóng gió nên là mới đụng nhau chứ không phải là có một sự đụng chạm nhẹ hả? Cũng phải ngồi sát sát rồi cũng đó. Phải ôm chứ mà rồi ly thi quen chậu vợ chồng quen hơi đó đúng không? Mà có khi nào mà ôm hết vòng tay không? Dạ hết chứ, luyện riết rồi bây giờ là sau này cố gắng lắm anh. Rồi thì cái thời gian hai em quen nhau thì ở trong công ty có biết không? Dạ không, tụi em giấu mà, giấu ghê lắm. Mà lý do gì giấu? Giấu là tại vì ngại á. Cũng ngại, với lại em là phong thủy, sợ. Có sợ không? Ngại là các chuyện tuổi tác không? Dạ không, em trẻ hơn mà, rõ ràng em trẻ hơn. Em chỉ sợ là giống như là phong thủy là quen nhau mà chưa bao lâu mà công bố cái đất giữa chừng á. Cái em bắt giấu. Giấu được bao lâu thì cái kim trong bọc nó lòi ra. Đây lòi ra đây anh. Nhắn tin mà cũng nhắn tin nhầm nữa. Nhắn tin cho em mà nhắn vô cái group của công ty mà hay mời đi ăn uống này nọ đó. Rồi xong. Em đi chơi đâu về em nhắn là nhớ L quá yêu L nhiều. Rồi ngủ ngon rồi đó nhắn là sáng mai ai vô cũng hỏi ủa hôm qua Quyên nhắn tin vô từ cái ở ngoài bảo vệ mà xuống dưới xưởng luôn là ai cũng hỏi em hết trơn là hôm qua nhắn. Nhắn lộn vô cái group đó mà biết hết rồi. Rồi bây giờ khi mà công ty biết rồi nhưng mà gia đình thì sao? Về gia đình thì sao? Gia đình em thì cũng dễ, không có khó khăn về vấn đề tuổi tác. Dạ nên thì lúc dẫn về nhà ban đầu thì cũng ba mẹ cũng có hỏi tuổi thì ba mẹ chỉ nghe xong rồi cho qua luôn chứ mà không có thắc mắc tuổi. Chắc em trẻ đưa cái chàng rể này về là ba mẹ em ưng liền không? Thấy cũng ưng á, tại vì hồi đó giờ em không có đưa ai về hết á. Tại thấy lại cũng hiền, nói chung là hiền khô à. Chứ chị mà đưa một chàng rể về là chị hơi bị băn khoăn á, là to con quá. Sợ con của mình á tội nghiệp á. Ba mẹ em có cái suy nghĩ giống chị không? Dạ không, thấy nói chung là khen, mẹ khen là thấy lại hiền. Hiền ít nói rồi thấy chắc cũng đàng hoàng. Dễ thương mà, bạn dễ thương mà. Dễ thương đúng không ạ? Mặt xinh xinh mà mình mặt nhìn Doraemon vậy á. Hồi xưa là không phải là tự nhiên đi chung mà quen đâu. Rồi cũng em cũng khó khăn vất vả lắm luôn. Là tại vì hay chở em đi rồi bữa đó đi nhậu về rồi tông xe xong rồi cái về cái chốn em luôn. Sao vậy? Ngại anh, tự nhiên chở bạn gái đi mà bị tông cái xe đầu quê. Quê mình thấy mình không có vững vàng đúng không? Do công ty em thấy em cứ đi cửa trước cái tự nhiên thấy đi lạng cửa sau. Cái em đi qua cửa sau cái thấy đi lạng cửa trước. Cứ đi không bao giờ mà nói chuyện hết cái em nói ủa kỳ vậy trời, mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có lỗi gì đâu. Mình mất công mà tại sao lại tránh mặt mình. Cái em lên kế hoạch em cua cho được luôn. Cua cho được rồi thôi. Cua cho được, tính cua được, bỏ cho bỏ ghét mà bỏ không được. Rồi. Nặng quá. Anh thấy mỗi lần em kể chuyện em nhìn chồng em với một ánh mắt rất là trìu mến và yêu thương. Thương lắm luôn. Mà bị cái sao không thương vợ hay sao á? Em có thương vợ không? Có mà anh mà cứ bị gán ghép cái tội là không thương vợ biết sao đó. Em thề đi, thề em mà em không thương vợ em ốm đi. Không thuận. Rồi, anh nè, đến bao lâu thì hai bạn lấy nhau? Đúng 3 năm ngày quen nhau là cưới nha. Được có mới có 9 tháng 9 tháng 10 ngày. Mới lấy nhau là 9 tháng 10 ngày. Wow, dạ. Số đẹp dữ. Dạ. Rồi giờ có dấu hiệu gì chưa? Dấu hiệu gì anh? Tao mới nói cái chữ 9 tháng 10 ngày rồi. Có dấu xanh đó, có dấu xanh. Tụi em chưa muốn có hay là... Không, cũng đang
bé kiếm anh tới đâu tới đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau về rồi, chồng em có tật xấu gì không? Dạ có, mà cái xấu lớn nhất luôn á là vô tâm vô tư á. Không thương vợ đúng không? Dạ đúng rồi, không thương vợ. Cái gì cũng nghĩ là cho qua được, cứ chuyện nào thì cũng nói là chắc là em làm quá lên chứ anh thấy bình thường. Ví dụ chuyện gì mà theo em là không bình thường mà bạn này nói là bình thường? Dạ ví dụ như thích mê việc với lại mê công nghệ. Em không biết mê cái gì mà mê dữ vậy luôn á. Coi như là từ sáng đến chiều mà ở công ty á là em thấy là ngồi ở trên máy làm việc suốt rồi. Cái 5 giờ hết giờ, chở em về tới nhà là thả em ở nhà xong rồi anh đi cà phê nha. Cái anh ra đó anh ngồi làm việc. Làm việc đâu tới khoảng 9, 10 giờ về anh làm việc tiếp. Tới khoảng gần 1 giờ thì đi ngủ. Ngày nào cũng như ngày đó anh. Dạ. Không có anh. Muốn ngày sao? Tuần 3-4 ngày thôi anh ạ. Ra quán phê làm gì vậy? Thì em gọi khách hàng rồi em làm việc linh tinh. Thì thật ra là việc đó là thói quen lúc trước khi mà quen bà xã em. Là em cứ ra đó ngồi rồi gần như cái hương anh, cái quán cà phê hơn đó thì cứ mỗi lần mà có khách hàng gì hẹn đó thì lúc nào cũng chốt được á. À, thành công. Nên là cái chỗ đó là em thích ngồi từ 7 đến 5 nay rồi. Nhưng mà em cũng thắc mắc, em nói là thì 8 tiếng đồng hồ ở công ty thì cứ việc gọi khách hàng thoải mái thôi đâu mà không. 8 tiếng đồng hồ ở công ty là chỉ ngồi là làm việc khác, những công việc nói khác. Cái đó là cái hên của người ta mà nhiều khi cái hên của ổng là từ 5 giờ tới 9 giờ sau. Đúng không? Đúng không? Rồi trước cái em ở nhà em làm cái gì? Dạ thì đó, chán thì coi tivi xong rồi cái dọn phòng rồi cứ đi tới đi lui tại vì ba mẹ chồng thì cũng đi làm tới khoảng gần 7 giờ hơn mới về. Thì nhiều khi về thì một đó là em chờ chồng em về mới ăn cơm, còn không đói quá thì em lên ăn với ba mẹ rồi ngồi ăn chút xíu cái ba mẹ cũng coi tivi này nọ. Rồi em lại xuống phòng thui thủi có một mình à. Đó mà em nói hoài à mà thấy không có thay đổi. Lại nghe thấy thương mà. Thấy thương không? Thì cũng có thấy thương mà em quen rồi nên em cũng thấy thương. Cứ nói là anh thấy quen rồi nên thấy đâu có gì đâu, bình thường. Nhưng mà có lần nào thì Quyên đi với Lợi ra quán cà phê? Đúng rồi, tại sao em không có ra? Em biết quán cà phê đó luôn, em biết cái quán đó là không có con gái. Sao em không ra đó ngồi uống chung với chồng rồi cứ mỗi đứa một cái laptop? Dạ vậy cũng chán nữa. Chán luôn hả? Dạ. Tại vì sao em... ở nhà không nói chuyện với ba má chồng? Thật ra là em cũng ngại. Tại sao ngại? Thì nhiều khi em cũng không biết phải bắt chuyện từ đâu. Nên là em muốn chồng em ở nhà làm vậy. Muốn mà có chồng đó thì chồng kiếm chuyện ra, chồng nói rồi cả nhà cùng nói. Ở đây không có nói gì hết. Xong rồi em cũng ngại luôn, cái em cũng không nói. Vậy hả? Rồi cứ coi như là chuyện của ai người đó làm. Dạ. Rồi hiện giờ là ba mẹ chồng em á, thì em sẽ xưng hô như thế nào? Em kêu bằng ba mẹ, em cũng quen. Kêu bằng ba mẹ? Dạ cũng không ngượng hết. Thôi trước khi cưới thì cũng nghĩ trong đầu rồi, chắc cũng khó kêu lắm mà cũng. Rồi đó là gọi là bác hả? Dạ, bây giờ là ba mẹ rồi, các cụ gọi em sao? Gọi bằng con dâu nên là em cũng không thích. Em không thích gọi cho con dâu chứ em muốn gọi gì? Dạ, muốn gọi con thôi. Ví dụ như buổi sáng á, thì ba mẹ cũng hay mua đồ ăn sáng á, thì cứ gõ cửa thì kêu là con trai với con dâu đang ăn sáng. Hoặc là ví dụ như hai đứa đi đâu về á, mẹ cũng kêu là con trai con dâu lên lầu ăn tối đi, nhưng mà em không thích gọi là con dâu như vậy. Em có nói với mẹ chưa? Không, nói với chồng. Em chưa nói với mẹ hả? Em có muốn nhân cơ hội này em nói với mẹ không? Dạ thì cũng muốn, nhưng mà theo em nghĩ á, là ba mẹ thì cũng không có ý gì trong cái chữ con dâu đó. Đúng. Dạ. Chị cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đáng lý ra là em phải nói mẹ ơi mẹ gọi con là con đi, ví dụ vậy lắm. Thì bây giờ bữa nay á, nhân cơ hội này em nói đi. Em nói với ba mẹ đi. Con muốn ba mẹ là gọi con là con gái hoặc là con thôi chứ đừng gọi là con dâu. Có vợ sâu sắc như thế đó. Mà đó là một cái điều rất là chính đáng đúng không em? Rất là sâu sắc. Cảm xúc của em nãy giờ như thế nào khi mà em nghe những cái tâm sự rất là thật của vợ em? Chương trình này thì chồng cũng muốn hứa với vợ là chắc trong vòng từ đây tới cuối năm thì sẽ cố gắng thay đổi những cái thời khóa biểu đó. Từ đến cuối năm cho lâu ạ. Lâu ạ. Có thay đổi về bản chất con người thì khó. Chứ còn thay đổi về cái lịch trình công việc như thời gian nó dễ lắm đó. Trong tầm tay của mình control được hết. Mà là từ đây đến cuối năm là lâu lắm ạ. Thì từ em nói là từ đây tới cuối từ năm. Từ đây đến cuối năm là phải hóa giải được. Và phải làm được cái việc là tạo một cái sự gần gũi, thân thiết, gắn kết cho vợ và ba mẹ của mình. Đó, để chuẩn bị cho baby ra đời. Thì đó mới là cái... Được không? Được rồi. Dạ được. Hứa nha. Hứa. Rồi. Rồi, xin cảm ơn em. Chiều nay hẹn 5 giờ quá rồi. Đây là cô dâu đang có em bé. Đúng rồi. Còn cô dâu kia là đã có em bé. Dạ. Bây giờ em xin giới thiệu với chị, đây là một cặp đôi mà Quốc Thuận đã từng đến gõ cửa thăm nhà rồi. Một người em với một ý chí, với một nghị lực sống rất là phi thường. Và một người mà truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ, và đặc biệt là các bạn Gen Z. Cùng hỏi với em luôn đó chị. Vậy hả? Vậy hả? Có cùng quê không? Dạ không. Vậy hả? Bây giờ mời chào em. Mời hai vợ chồng giới thiệu cho chị Vân đi, cũng như khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em xin được giới thiệu, em là Tô Đình Khánh. Em năm nay 30 tuổi, hiện tại đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của Khánh là bán hàng online.
Dạ, hiện tại em đang kinh doanh online. Đó. Vậy hả? Trời ơi. Khánh ơi, từ bữa giờ thì có làm thêm công việc gì nữa không Khánh? À, hiện tại thì em vẫn tập trung là bán hàng online thôi. Nha. Nhưng mà cái hàng của mình là chuyên về em sản phẩm gì? Em làm về thời trang. Thời trang và một mảng thực phẩm, mấy cái hàng nhập khẩu vậy. Ừ. Dạ. Rồi, mời cưng. Dạ. Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Trần Thị Thương. Em năm nay 26 tuổi. Em quê ở Bình Định ạ. Ở Bình Định hả? Dạ. Ờ. Theo chồng vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em mới đây ạ. À, tức là mới vô. Yeah. Chứ đâu phải là bạn này làm ở Sài Gòn rồi gặp nhau đúng không? Dạ không ạ. Mà là lấy chồng xong rồi theo chồng đó đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Hôm trước em đến em gõ cửa đó, thì đang là ở chung thôi, chỉ là qua thăm thôi. Còn sau khi em gõ cửa xong rồi thì hai đứa nó, ấy quên, hai em nó mới mời em đi ăn đám cưới. Dạ. Vậy á. Nhờ ông mụ tới nhà mà tụi nó có duyên, có nghĩa là quyết định cái đám cưới luôn. Là quyết định đám cưới luôn. Yeah. Rồi hình như là bữa nay là cái đầm lùm xùm vậy là có tin vui luôn. Trời ơi. Chắc tôi phải mời ông tới gõ cửa thăm nhà. Em giúp ngay mà. Rồi tôi mà trời ơi. Tôi mà giờ có em bé là chấn động luôn á, ghi một kỷ lục ghi nét đó. Ê, biết đâu có rồi sao giờ. Chị đã sẵn sàng chưa? Mày nuôi nha. Tao giờ hết sức rồi. Rồi, chị biết không, mặc dù là vậy nghe, nhưng mà bây giờ trước khi mình vô cái câu chuyện chính thì cho anh chia sẻ thêm chút xíu. Dạ, dạ. Chị thấy vậy thôi nghe. Mặc dù Khánh á là không có đôi chân. Nhưng mà em đó nghe, có thể nói là một số cái em hơn Khánh, nhưng có một cái mà em thua bạn Khánh này là chị biết là cái gì không? Gì? Hít đất. Yeah. Hay vậy chứ hít đất hả? Trời ơi, siêu vô địch luôn đó nha. Hít đất bằng đôi tay, em hít đất là thua luôn. Đó. Rồi. Là hình như em chả biết hít đất hay sao á? Thả giỡn hoài, biết chứ. Biết không? Làm gì không biết? Biết không biết hả? Trời, hít đất dễ ẹt, làm gì không biết. Vậy nhưng hả? Mà bữa đó em hít có 3 cái à. Còn Khánh hít tới 30 cái rồi. Ý chưa? Trời ơi. Rồi bây giờ nè, trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì không có hỏi nhiều về cái câu chuyện tình yêu, cũng như là cái câu chuyện mà làm sao các bạn gặp nhau, các bạn yêu thương nhau và kết hôn với nhau. Dạ. Thì bây giờ mình tới chương trình Vợ Chồng Son rồi thì mình sẽ khai thác rất nhiều những câu chuyện về tình yêu của hai bạn. Dạ. Thôi bây giờ hai đứa kể cho anh nghe đi, làm sao mà hai đứa gặp nhau. Trời ơi, em đã nghe rồi, bây giờ phải để kể cho chị nghe. Chị không, em chưa nghe luôn. Đã... ủa trời, không bữa đó em không có tâm sự luôn á hả? Không, bữa đó là hỏi về cái chuyện khác. Ồ, vậy hả? Cho nên là hai đứa là phải kể về cái cơ duyên nào mà gặp nhau á, đúng không? Bữa đó không dám, bữa đó e thẹn lắm, không có dám gặp em. Mới núp núp sang nhà không à. Vậy hả? Bữa nay mới thanh thiên bạch nhật đó, cho danh chánh ngôn thuận đó chị. Hả? Rồi giờ gặp nhau sao nè? Thì cơ duyên thì em gặp vợ em năm 2022 á. Đầu năm tháng bằng tháng 3 á. Mới đây hả? Dạ, tháng 3 2022 ạ. 2022 là mới đây ha. Dạ, thì vợ em mới lúc đó là em cũng mới chia tay mối tình mà em cũng tìm hiểu thì do là không có đến được với nhau thì lúc đó em cũng trong cái khoảng thời gian mình cô đơn rồi cũng có một chút tổn thương trong chuyện tình cảm. Thì khi đó là tháng 3 năm 2022 thì vô tình em check trong cái tin nhắn chờ của Facebook thì em thấy một đoạn tin nhắn rất là dài của một bạn nữ gửi cho em. Xong rồi em đọc thì em thấy là một cái dòng tin nhắn mà bạn ấy gửi cho em thì em thấy rất là xúc động. Thì bạn có chia sẻ là vợ em có chia sẻ là em đã biết anh cách đây từ năm 2019 rồi. Nhưng mà do là cứ theo dõi em, nhưng mà trong một lần tình cờ đang lướt Facebook á, thì lúc đó vợ em đang làm việc tại Nhật. Năm 2018-19 thì vợ em đang ở Nhật. Thì đang trong lúc rửa chén, ăn cơm xong rửa chén thì lướt điện thoại thì vô tình thấy một cái đoạn video clip của em mà đang được một người bạn cõng á. Bạn em cõng đi chơi đó. Thì bạn ấy tò mò. Vợ em mới tò mò là sao anh này không có chân, vậy sao anh có thể sống được. Rồi nếu như anh ấy sống thì anh sẽ cuộc sống sau này anh như thế nào. Rồi nếu có vợ có người yêu thì không biết sẽ như thế nào ấy. Rồi bây giờ mình hỏi luôn đi. Dạ. Rồi bây giờ anh hỏi vợ luôn nè. Đó, cái lúc đó thì em chia sẻ cụ thể đi. Dạ. Lúc đó là em suy nghĩ gì nè, rồi em lý do gì em lại viết thư cho anh. Dạ. Thì lúc mà em đang gặp được ảnh cơ duyên đó là em đang là thực tập sinh. Em đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. Thì vô tình cũng là nhờ Facebook đưa em tới một đoạn clip của chồng của em. Lúc đó là anh vừa mới bị mất đi đôi chân của mình. Là thì do em mất đôi chân là do em bị tai nạn? Em bị một căn bệnh ạ. Tháng 4 2018 em bị tắc mạch máu, thế là phải cưa đôi chân. Xong rồi em nhìn trên đó thì bảo là một chàng trai trong cái tuổi thanh niên mất đi đôi chân. Chỉ là quay chứ không có nói nhiều về ảnh.
cũng không có, em cũng chưa biết tên hay tuổi hay là quê quán của ảnh. Và vô tình mình lướt trên đó, nó báo nó có một chương trình nào đó đang về chàng trai đó. Và lúc đó em thấy chồng em thì khuôn mặt tiều tụy lắm, khuôn mặt lúc đó kiểu chắc là vừa mới bị thôi. Thì em cảm thấy là lúc đó mình trong khoảng thời gian đó em đi làm thì cũng một mình ở bên xứ người thôi. Thì mình cảm thấy mình cũng là thanh niên, ở tuổi này mà mình bị như vậy thì mình cái cuộc sống của mình như thế nào, và mình phải vượt qua nó như thế nào. Mình có rất là nhiều, mình như thế này mà mình có rất là nhiều cái áp lực, cái mệt mỏi, cái sự cô đơn nữa. Như chồng em thì với lại lúc đó em cũng ở trong tình trạng là cô đơn. Thì mình nghĩ là như mình thì có thể vượt qua sự cô đơn đó, nhưng mà người như thế rồi người ta có một người nào đồng hành cùng hay không, thì hay là người ta chịu cô đơn như vậy thôi. Em tò mò, nhưng mà kiểu là trời không có xe nhiều, đỡ em tìm hiểu thêm. Vậy là vô tình em bị mất cái thông tin về anh chồng của em. Tới 2022, 4 năm sau em mới gặp lại anh. Vô tình biết lại thông tin của anh. Vậy đó hả? Dạ. Nhưng mà như vậy thì để cho chị hỏi xíu là cái lúc mà em viết tin nhắn cho anh á, dạ, thì là sau đó là em có trả lời với bạn đúng không? Dạ đúng. Em trả lời rồi tụi em tin qua tin lại như vậy được bao lâu thì bị mất liên lạc? Không. 4 năm liền là em bị mất liên lạc, chưa có nhắn tin, chưa hề hỏi han. Chỉ mới có ngưỡng mộ trên đấy là Facebook trong thâm tâm thôi. Là hình ảnh của chồng của em là xuất hiện trong đầu của em, là từ cái clip đó em bắt gặp cái hình ảnh của chồng, khuôn mặt của chồng em thôi. Là suốt 4 năm đó là nhiều lúc em cứ thỉnh thoảng dù vô tình em lại nhớ về cái hình ảnh đó, không biết vì lý do gì. Hay ủa là... chứ cái tin nhắn đó là sao? Là đến 2022 mới vô tin nhắn chờ. Vậy đó hả? 4 năm sau em mới gặp lại ảnh cộng trên Facebook. Có nghĩa là gặp trên Facebook thôi. Dạ, đúng rồi. Tức là coi như em gặp lại trên Facebook rồi bắt đầu em nhắn cái tin đó. Dạ đúng rồi. Là lúc đó em vẫn còn ở bên Nhật Bản. À vậy đó. Là em là làm một lần luôn là 5 năm ở bên Nhật Bản, chưa về Việt Nam lần nào. Rồi là cũng chưa có cơ duyên gặp ảnh, cũng chưa biết về ảnh luôn, đỡ tìm ảnh. Vì em lúc đó biết chồng em là chưa biết tên tuổi, chưa biết quê quán, mà làm sao em tìm được ảnh. Lại xong rồi 4 năm sau, năm 2018 là em mới gặp, 19 là mới gặp ảnh trên Facebook. 2022 là em lại gặp ảnh một lần nữa, là trên Facebook truyền thông lại đưa tin về ảnh nữa. Là lúc đó đưa tin là ảnh đã là một chàng trai bước qua khoảng thời gian mệt mỏi đó rồi, là chàng trai truyền nghị lực Tô Đình Khánh. Viết tên là Tô Đình Khánh, TikToker. Em mới là đích thân, em đi tạo một cái nick TikTok để em tìm cho bằng được ảnh. Nhưng mà em nhắn tin là em cũng là người nhắn tin trực tiếp, là khi biết ảnh gặp lại ảnh là em vội vàng em là để em nhắn tin cho bằng được. Nhưng mà TikTok thì không cho em trả lời qua lại với nhau. Thì em phải, em không biết sao thì em phải vào Facebook em kiểu kiếm, phải kiếm cho bằng được chồng mình. Xong rồi em phải tìm tên Tô Đình Khánh thử có ra không, nhưng vô tình lại hiện ảnh lên, lại hiện cái nick Facebook của ảnh lên. Ở cuối cùng em suy nghĩ là bây giờ nhiều năm rồi sao cái hình ảnh xuất hiện mà mình muốn nhắn quên được ha. Dạ, dù mình muốn nhắn là mình xúc động quá, mình vui quá vì lại gặp lại anh sau nhiều năm, nhiều năm mình chờ. Xong rồi em mới nhắn cho anh cái tin là cảm ơn là cho em gặp lại anh sau khoảng thời gian dài như vậy. Rồi chúng em cũng chỉ là động viên anh đỡ anh phải vui vẻ lên, rồi cứ là như vậy thôi. Em nhắn xong rồi em lại một tin thôi. Lúc đầu tiên là em nhắn xong em làm xó. Em bảo là không biết là mình có nên nhắn hay không. Thì nhưng mà cuối cùng vẫn nhắn. Em gửi đây xong rồi em nằm em chờ phản hồi của vợ chồng em. Dạ. Bao lâu Khánh mới phản hồi? Dạ sáng hôm sau vậy. Dạ, tối hôm đó là đúng là ngày Chủ nhật. Em đi làm về là hôm sau em được nghỉ. Nghỉ cả ngày. Tối hôm đó trời mưa là em về, em vừa mưa là em ướt hết cả người luôn. Em về em mở Facebook lên, nghỉ vô tình cũng như cô sợ cô đơn lướt Facebook thôi. Thì bắt gặp chồng là em nhắn nằm cả đêm, em nằm em thao thức em chờ. Dạ, hôm sau là chồng em phản hồi là rồi chồng nhắn cái gì? Dạ thì cũng nhắn giống như là chào em, rồi anh cảm ơn em vì đã nhắn tin cho anh, thì anh cảm ơn em vì những cái lời động viên của em vậy đó. Cũng như là một người bạn, hai người bạn bình thường. Sau đó hai đứa nói chuyện, em cũng nhắn tin cũng ít chứ không có nhiều, thì nhắn qua nhắn lại xong rồi bắt đầu nói nhiều hơn. Nhưng mà lúc đó em có nói cho Khánh biết là em đã theo dõi Khánh 4 năm nay không? Tức là chờ đợi cái sự gặp lại là cả 4 năm nay rồi. Dạ có. Tin nhắn đầu tiên em đã nói là trời em cảm ơn thầm cảm ơn trời cho em gặp lại anh, bao nhiêu năm rồi em mới gặp lại anh. Nên là trời ơi. Dạ. Lúc đó Khánh sao Khánh? Xúc động lúc không đó trời? Với em thì lúc đó em hàng ngày đều check những cái tin nhắn chờ, bởi vì em có rất là nhiều những người mến mộ, họ nhìn thấy cái nghị lực của em á, thì họ sẽ cần đến em, đôi lúc họ cần cái sự động viên. Thì em cũng thỉnh thoảng check, thì em check trong cái đó thì có tin nhắn của vợ em.
thì vô tình em đọc được thì em cảm thấy nó khác biệt so với những cái tin nhắn của những người khác. Những người khác thường thường họ sẽ là cần ở chỗ em một cái gì động lực để mang đến cho họ. Thì ngược lại thì em đọc được cái tin nhắn của vợ em, thì lúc đó bạn nhắn một tin rất là dài. Đầu tiên ấn tượng là cái bức thư rất là dài. Thì mình thấy một cô gái mà gửi cho mình thế này thì mình thấy cũng xúc động. Thì em đọc được, bạn ấy bảo là em đã gặp anh từ năm 2019, nhưng mà do một lần tình cờ mà lửa chén xong mất đi thông tin của anh, không biết làm sao để tìm anh á. Thì sau 4 năm làm việc tại Nhật thì vô tình lại hôm nay thấy lại clip của anh, em rất là vui và xúc động. Mình cảm thấy cái thể hiện cái sự xúc động của bạn ấy trong từng dòng tin nhắn ấy. Thì mình thấy là mình tự nhiên có một cô gái đang viết một tin nhắn rất là xúc động cho mình. Thì tụi em cũng bắt đầu từ đó là em trả lời, rồi bọn em cũng trò chuyện qua lại. Thì cũng hỏi thăm sức khỏe của em, bạn ở bên Nhật như nào. Rồi mình cũng lúc đó em không biết là bạn ở Nhật đâu. Lúc đó em hỏi là em hiện tại ở đâu, rồi hiện tại làm công việc gì đó. Thì đầu tiên là cảm ơn, rồi xong mình hỏi đó, thì vợ mà lúc đó là em ở xa lắm anh ơi. Thì em mới hỏi là ủa xa là đâu em, thì bạn bảo là em ở Nhật Bản. Thì anh bảo là vậy thì khi nào có dịp về Việt Nam thì có thể là ghé Sài Gòn chơi hoặc gì đó thì anh em mình làm bạn. Đó, thì thực sự cũng lúc đó em cũng không có nghĩ là mình sẽ ngỏ lời hay là mình thích bạn này đâu. Có nghĩa là mình chỉ là một người giống như là bạn vợ em ấy, đang là mến mộ em thôi. Thì em cũng không dám nghĩ nhiều thì mình cứ... mời cái về là của về luôn. Dạ, thì trong thời gian nói chuyện với nhau thì bạn cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái tổn thương đó, thì hai đứa kiểu đồng cảm được với nhau. Thế là cùng nhau chia sẻ đâu đó 2 tháng đó. Thì bạn mới nói, vợ em mới nói là em Tết này cũng muốn về Việt Nam để ăn Tết, rồi có gì rồi em sẽ thăm anh luôn. Thì mình cũng mừng là có thể sẽ gặp được vợ đó, lúc đó cũng không nghĩ gì. Thì sau cách 1 tháng, quen từ tháng 3 đến tháng 4, rồi đến giữa tháng 4 là bạn bắt đầu quyết định là em sẽ về Việt Nam luôn. Thì lúc đó em cũng không biết sao mà giống như kiểu là không biết ai bật đèn xanh hết, nhưng mà lúc đó em cảm thấy em thích vợ em. Xong rồi là cái hôm mà em đến gõ cửa thăm nhà là lúc đó là em đã về ở chung nhà rồi là về được bao lâu rồi? Dạ, em về được lúc đó. Ủa em, cái lúc anh tới gõ cửa thăm nhà là em mới về đó đúng không? Dạ. Tại vì là đúng rồi. Tháng 5 là vợ em đầu bay từ Nhật Bản về Việt Nam. Sau đó chỉ về nhà thăm nhà một tuần thôi. Sau đó vào trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi bắt đầu là em sắp xếp cho làm việc cho em luôn, nhà luôn. Có nghĩa là em kiểu như muốn tạo điều kiện cho để hai đứa tìm hiểu á. Thì trước khi mà về Việt Nam á, thì em có nói chuyện với Thương. Lúc đó hai đứa nói chuyện 2 tháng cũng có sự tìm hiểu với nhau. Em nói là bây giờ em cứ về đi, nếu mà em cảm thấy là đồng hành được với anh á thì em cứ, tại vì em cứ chia sẻ vợ là anh đã thất bại trong mối tình cũ là do cái sự không đồng ý của gia đình. Thành ra em muốn nói với vợ em là nếu như em thực sự muốn tìm hiểu anh hay là muốn đến với một người như anh á thì em hỏi ý kiến gia đình xem thế nào. Nếu trường hợp mà gia đình em mà không phản đối hay là chấp nhận cho mình quen nhau thì anh mới dám đến hay là gì đó với em. Để là mình không muốn thực sự lúc đó em tại qua những cái mà cuộc tình trước rồi, em không muốn đau thêm một đúng lần rồi nữa. Em không muốn và không muốn mất thời gian của mình vào một cái lỡ một lần nữa. Em mới nói thì vợ em rất là, gọi là em đánh giá được vợ em rất là mạnh mẽ luôn. Thì lúc đó em nói chuyện với vợ thì vợ mới nói là em gọi về cho mẹ. Thì cái này em nghĩ là chắc vợ em kể là sẽ tốt hơn. Sao Thương? Dạ. Thì như lúc mà vợ chồng em tìm hiểu nhau á, thời gian mà hai đứa nói chuyện ở bên Nhật Bản thì cũng qua lại nói chuyện thì em cũng không biết là anh bị tổn thương trong cái mối tình trước là vì gia đình cấm cản. Sau đó một thời gian nói chuyện thì em mới hỏi là, anh mới hỏi em là có người yêu chưa, thì em bảo là chưa. Lúc đó anh thật sự là mấy năm trời ở bên đó là em không có quen. Xong rồi em mới bảo em chưa, hỏi anh thì anh quen, anh có người yêu chưa. Thì em cũng vô tình thấy trên Facebook của anh là có người chị bạn gái của anh vẫn có ở trên xuất hiện trên đó. Thì anh bảo là anh thất bại trong mối tình đó, tại vì gia đình cấm cản không cho anh. Anh cũng sẽ bước tiếp tới mối tình khác cũng sẽ như vậy, tại vì có thể là người phụ nữ đó mạnh mẽ yêu anh thật sự nhưng mà gia đình thì không cho phép. Thì nếu mà sau này người nào bước tới, người ta cũng phải vượt qua điều đó. Thì em nghĩ là sau đó em nghĩ chồng em thì em nghĩ là nếu mà em muốn tìm hiểu chồng em thì em cũng phải nói điều đó với gia đình. Em nghĩ là em đánh tiếng với mẹ em trước. Tại em bảo là em không có nói thẳng với mẹ, nhưng mà em gọi từ bên Nhật Bản về thì em có nói là mẹ, nếu mà mẹ có con gái thì có người yêu như vậy đó, thì mẹ ở vị trí của mẹ, mẹ có đồng ý cho con gái của mình quen một người như vậy hay không? Mẹ em thì kiểu giống như là khi em nói ra những vấn đề đó thì mẹ em kiểu sẽ nghi ngờ, bảo là chắc là con mình có quen ai như vậy hết. Xong rồi mẹ em im lặng, mẹ em không có nói, mẹ em hỏi là
sao lại hối như vậy, là ai quen thì ông bảo là con chỉ hỏi ví dụ là mẹ có con gái thì mẹ có chấp nhận hay không. Thì mẹ không trả lời, thì mẹ em tới 2 ngày sau mẹ em mới trả lời cho em, mẹ nói là phải là con quen hay không đó, nếu mà con quen thì con phải nói với mẹ chứ con không được giấu. Nếu mà thật sự con quen thì con hãy nói thử mẹ xử lý như thế nào. Chứ còn nếu là mẹ con gái mẹ mới đồng ý. Rồi cuối cùng mẹ có đồng ý không? Dạ có. Thì đương nhiên phải đồng ý rồi. Yeah. Chị muốn hỏi là cái ngày mà hôm em đưa Khánh về gặp mẹ, gặp gia đình em á, thì cái ngày hôm đó như thế nào? Dạ thì lúc em về Việt Nam thì cả anh chị em đều biết hết rồi, em nói hết. Thì đúng rồi, nhưng mà ý là cái ngày đầu tiên mà Khánh về gặp mẹ. Dạ. Thì hôm là đó em đưa Khánh về gặp mẹ. Dạ. Mẹ em thì ở xa, ở Bình Định, không có thể gặp. Dẫn anh Khánh về gặp thì em dẫn chồng của em về nhà chị gái ở Gia Lai thì nó thuận tiện hơn. Sau đó mẹ em phải từ dưới quê đi bắt xe lên thăm thăm chồng em. Rồi sao? Rồi cái hôm đó rồi. Sao? Hôm đó Khánh kể coi, Khánh kể. Thì khi mà vợ em chia sẻ em với tất cả mọi người trong gia đình, lúc đó đặc biệt là mẹ, thì khi mà mẹ cho phép tụi em tìm hiểu nhau, có nghĩa là em rất là vui. Rồi đến cái ngày mà Thương vợ em dẫn em về nhà chị hai để gặp anh chị, rồi gặp mẹ của Thương vào từ Bình Định vào, thì lúc đó em rất là sợ. Có nghĩa là mình sợ là tại vì đôi khi là có thể nói thì mọi người có thể là chấp nhận được, nhưng khi mình sợ là em chỉ sợ khi nhìn trực tiếp mình rồi đối diện á. Dạ, em rất là lo. Từ cái hôm mà bắt đầu lên xe từ Sài Gòn rồi lên Gia Lai, cả đêm đó em rất là hồi hộp luôn. Thì vợ không sao đâu anh, cứ cố gắng thôi. Thì ngay từ rồi Thương cũng nói là anh hai rất là khó nữa, đến lúc đó em càng lại sợ hơn nữa. Thì em mới bảo thôi bây giờ cố gắng thôi, bây giờ mình không đối diện thì chắc chắn là không biết khi nào, chắc chắn mình phải đối diện thôi. Thì khi đó em lên, thì lên đến Gia Lai là 4 giờ sáng, 4 giờ rưỡi thì đó là bắt đầu đến nhà được anh chị hai. Thì lúc đó trời đang gọi là mới sáng thôi, thì trời cũng mưa phùn đó. Thì em rất là vui khi mà anh hai chủ động đi đón, rồi chủ động đỡ em xuống xe, rồi chào hỏi em cảm thấy cái sự gần gũi luôn. Thì lúc đó em tự nhiên em thấy mình nhẹ hơn. Đầu vào nhà rồi gặp anh chị thì anh chị cũng niềm nở rồi hỏi thăm mình vậy đó, thì em thấy là rất là gần gũi. Rồi từ đó em cảm thấy là tự tin ha, tự tin mình hơn. Tự tin. Yeah. Cho đến lúc gặp mẹ thì yeah. Sao? Rồi đến trưa mẹ bắt đầu vào thì mẹ đến ôm em một cái. Vậy là quá xúc động rồi. Yeah. Em nghĩ là thật ra là trước đó là Thương cũng đã cho xem hình, cho xem clip của Khánh rồi đúng không? Dạ. Thật ra là Khánh cũng có rất là nhiều video clip lan tỏa trên mạng. Còn cái ngày đầu tiên mà em gặp chồng em khi em về Việt Nam á, thì cảm xúc em sao? Đấy, lần đầu tiên em về gặp chồng em á, thì tự nhiên em không biết sao em tới em ôm chồng em, xong em vuốt cái mặt chồng em, xong em cảm thấy trời, mình không có sợ, mình không có dị nghị về cái hình ảnh này, mà mình thấy chồng mình gần gũi mà thấy thân thương liền đúng không? Xong rồi em thấy nó rất là bình thường, tại vì nhiều người ta sẽ nghĩ là bước xuống đó nhìn thấy chồng mình như vậy là mình sẽ bị coi như lúc em là con gái bình thường mà kiểu trẻ trung nữa thì sẽ bị xấu hổ, nhưng mà em không có thấy gì xấu hổ hết. Em thấy thương. Còn Khánh thì sao? Anh thấy là em rất là xúc động. Dạ, bởi vì là khi mà Thương về Việt Nam á, Thương bảo là từ khi mà Thương đi á, không ai đưa Thương đi hết. Chỉ có là Thương rất là thèm cái cảnh được gia đình của mình đón, mà gia đình của mình đón trở về á. Lúc đó em bảo là thôi, em cứ về đi, anh sẽ đi đón em. Thương cứ sợ em là không đi được rồi phiền như nào đó thì em không biết, nhưng mà lúc đó Thương xuống sân bay là em chủ động em ra đón. Thì em mua một bó hoa, em cũng đứng đợi, rồi em bước đến cái Thương ôm em cái là tự nhiên mình chưa kịp nói gì hết, chỉ đưa hoa rồi Thương ôm vợ em ôm cái là hai đứa em dẫn vợ em về luôn. Đã coi như lúc đó là nhập làm một rồi đó. Nó coi như là nó là từ gọi là giống như từ trong chắc có lẽ là đặt để từ kiếp trước rồi, tức là giống như là sắp đặt á. Số là phận sắp đặt hết rồi. Sau cái hôm đó là đưa về nhà làm nhân viên luôn đó, đúng không ạ? Mời về nhà làm nhân viên em luôn. Chỉ Thương ở lại nó chơi với em 2 ngày. Lúc đó em chưa dẫn về nhà đâu. Thì bọn em cũng đi cà phê rồi đi ăn, rồi bắt đầu sáng mai là Thương về thẳng Bình Định. Về gặp mẹ, xong rồi một tuần sau là quay trở lại vô là, với em. Là ở nhà em luôn? Không, em thuê cho một cái phòng trọ cũng gần em. Nói chung là em gọi là em sắp đặt lần sau đó để thuận tiện nhất, để em với bạn Thương có thể gần nhau rồi tìm hiểu nhau rồi đó.
Rồi em có nói thôi bây giờ em vào em làm cho anh luôn. Em làm cho em thì nói chung là tháng đầu tiên thì vẫn cứ như trả kiểu lương. Là trả lương có là nhân viên đàng hoàng, có nghĩa là đúng lúc đi làm là 7-8 giờ phải có mặt, rồi 12 giờ mới được nghỉ, rồi về ăn cơm 1 giờ phải qua làm. Đó kiểu như vẫn cứ là giữ một cái khoảng cách giữa nhân viên và vậy thôi. Ủa rồi cái lúc mà anh tới anh gõ cửa đó là lúc đó là trả nhà trọ chưa? Lúc đó là chưa luôn. Dạ. Nói chung là lúc đó chưa trả nhưng mà vẫn ở bên chỗ nhà nhiều hơn. Lúc đó thì bọn em cũng kiểu là xin phép mẹ rồi, nói là bây giờ tụi con cũng muốn tìm hiểu sau khi mà gặp ở Gia Lai rồi á. Thì em có hỏi là giờ cũng gặp mặt rồi thì cũng nói chuyện với mẹ thì mẹ cũng đồng ý. Lúc đó mẹ nói là giờ bác không cấm cản hai con, chỉ mong hai con yêu thương nhau rồi chăm sóc nhau thôi, còn chuyện như là quyết định của hai đứa. Thì ngay từ lúc đó là bọn em quay trở lại Sài Gòn, bắt đầu là em rồi mẹ cũng xuống. Mẹ cũng xuống cùng rồi em dẫn đi khám. Lúc đó xuống thuận lợi luôn tiện đi khám rồi em cũng dẫn đi. Rồi em cũng muốn thể hiện một cách nào đó mình có thể lo được cho bác nữa. Thì em dẫn đi rồi hôm đó về nói chuyện với ba mẹ em nữa. Thì hai gia đình nói chuyện với nhau thì mẹ cũng đồng ý cho bọn em qua lại. Thì từ đó đến giờ là cũng 7 tháng rồi nhà. Từ lúc Thương từ Nhật Bản về đến đây. Có nghĩa là tụi em sống bắt đầu chuyển qua sống bên nhà của của Khánh á. Là bao lâu thì mới kết hôn? Từ tháng 6 đến tháng 7. Đúng là một tháng. Một tháng. Đến tháng 8 tụi em đi thiện nguyện thì bọn em vô tình biết là có em bé. Có nghĩa là chú với cô cũng sống thử với nhau rồi đấy. Đúng rồi. Đấy là sau là các cô chú mới là làm đám cưới đấy. Tại vì khi mà em có nói chuyện với vợ và nói chuyện với cả mẹ của vợ nữa thì lúc đó hai gia đình em cũng rất là lo về vấn đề, ví dụ hai đứa mà có lấy nhau được thì không biết chuyện con cái như nào đó thì bắt đầu là em cũng chia sẻ thẳng thắn là cũng không biết sau này chuyện con cái nó có đủ duyên hay không. Thì cũng nói thì được gia đình, đặc biệt là vợ cũng không có suy nghĩ về nhiều vấn đề đấy. Rồi mẹ vợ cũng vậy, cũng thôi nếu mà có thì tốt, mà không có thì không sao hết. Đó thì từ đó là bọn em muốn là làm sao đó em muốn chắc chắn là mình có hay không. Đấy, em cũng rất là sợ là ví dụ lấy rồi về không có con cũng rất là tội cho vợ luôn. Thật ra nghe em thì cuối cùng thì gấp con nhanh quá cơ. Hay nè. Em có nhớ trước khi mà kết thúc cái chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà anh có chúc hai vợ chồng không? Anh có chúc em không? Nhớ. Thành ra em mới nhắn tin cho anh đó, cái hôm mà em bảo anh tin vui đó. Em thì đây là có bằng tốt nghiệp ông mụ là cũng lâu rồi, cách đây 10 năm rồi. Cái bằng hồi bữa hôm nay là mới có thêm cái bằng ông bói nữa. Ông mụ là 10 năm nay rồi. Hỏi gì? Thật ra là anh cũng khá là bất ngờ khi nhận được cái tin đó của em mà sau đó là nhận được một cái thiệp cưới của em. Tại vì anh nghĩ tại anh thấy nó quá nhanh. Anh thấy nó quá nhanh và anh nghĩ là nó phải thêm một thời gian nữa. Nhưng mà thôi hôm nay thì mới biết tại sao là hai anh chị lại nhanh đến như thế. Đúng không? Nhưng mà anh sau đó thì anh có theo dõi một số thông tin và anh cũng nhìn thấy một số video clip về những cái hình ảnh mà hai vợ chồng đi thử đồ cưới. Đúng rồi. Đúng không? Thì hôm nay anh gặp hai vợ chồng thì anh muốn hỏi hai đứa là cái cảm xúc của hai vợ chồng cái phút giây mà đi chọn đồ cưới. Mặc đồ cưới đó. Chứ. Chọn đồ cưới thì chọn quần áo rồi đó, đi rồi. Và sau đó là mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể thì những cảm xúc đó là nó như thế nào? Khi mà em quyết định tổ chức ngày cưới và em đi thử đồ cưới thì em xúc động. Cứ mỗi lần em nhìn thấy vợ em mặc đồ cưới là em xúc động. Em không tin là đến ngày hôm nay mình có thể là có vợ được. Nhiều khi em xúc động và nhiều khi nhìn mình thấy là vợ như công chúa luôn á. Mình thấy là tại sao mình, mà em tự hỏi mình là ủa tại sao mình lại có thể lấy được một người vợ xinh đẹp như vậy, là dễ thương như vậy. Xinh đẹp. Rồi mình kiểu như là mình bị hút hồn bởi cái vẻ đẹp khi nhìn thấy người vợ của mình đang mặc váy cưới. Mà đẹp mà đẹp trong khe. Đúng rồi. Đẹp như thế. Phúc hậu hiền hậu vậy đó. Vậy là em là may em mắn biết sao? Em biết... chắc cũng là con của quan chức ở đâu trên trời. Thiệt. Chị biết không? Tại sao mà em hỏi như vậy là bởi vì cái video clip mà hai bạn thử đồ cưới á, nó được lan tỏa rất là mạnh. Với một cái lượt chia sẻ đâu là mấy ngàn đúng không? Và TikTok cái lượt TikTok rồi Reel, Facebook rất là mạnh. Thì qua video clip đó thì có rất là nhiều những comment mà tích cực, giống như là bạn hãy cứ tin. Đúng rồi. Hãy cứ tin bằng tình yêu là nó không có một sự phân biệt nào cả. Chúng ta cứ yêu, cứ đến với nhau và sẽ thành đôi. Đúng rồi. Đó là cái comment mà anh đọc được. Nói chung là khi mà em chia sẻ cái thông tin em lấy vợ thì, và đặc biệt là em rất là đặc biệt nữa, khi mà vợ em mặc đồ cho em, mặc áo vest cho em, đặc biệt là em lại không có quần. Kiểu như là bình thường các chú rể khác thì sẽ có áo sơ mi, áo vest rồi có quần tây này, nhưng em thì chỉ có thuê một cái áo vest thôi.
Đó thì khi vợ em mặc cho em, vợ em ngồi xuống rồi chỉnh cho em thì thực sự là em thấy một cái gì đó nó lan tỏa rất là mạnh, bởi vì là trên cuộc đời này rất là ít mình có thể là mình đôi khi họ mọi người thì là nó như là câu chuyện cổ tích thôi, không có thật ở ngoài đời. Nhưng mà khi một người phụ nữ rất là xinh đẹp mà còn trẻ tuổi lấy một người không có chân như em thì thực sự nó rất là đặc biệt nữa. Thành ra là mình giống như mình lan tỏa câu chuyện tình cảm cho mọi người tin thêm về tình yêu. Thì đó, nói chung là như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Bởi vậy người ta mới nói là khi mà con người ta sống mà phải có tình yêu. Vì tình yêu nó sẽ gọi là đúng nghĩa là chắp cánh đó. Thì chắp cánh cho mình có thể bay lên cao, rồi có thể làm được tất cả mọi thứ mình muốn. Vấn đề ở đây là mình chọn lựa như thế nào để mà mình có được cái hạnh phúc viên mãn của mình. Đó thì tụi em đã gọi là đã làm được cái điều đó đó. Chọn lựa hạnh phúc, chọn lựa yêu thương đó, đúng không? Đó. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Thế rồi hôm nay là hạnh phúc với các bạn, có được là nhờ là hạnh phúc là lựa chọn. Rồi đẹp quá, mối tình này đẹp quá, không có muốn qua cái trang 2 đó. Nghe nhưng mà giờ thương không... á, các bạn thương nè, cái lúc mà em đến á, đến gõ cửa là chỉ là mới là người yêu thôi. Chị bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Còn bây giờ bạn ấy đang có em bé, cho nên bạn ấy là có một cái nét đẹp khác. Hai cái nét đẹp nó khác nhau. Nhưng mà nói chung là đẹp. Rất đẹp. Thì bởi vậy bây giờ chị nói thiệt với em là không muốn hỏi phần 2. Chị không muốn hỏi phần 2. Nhưng mà không được chị ơi. Nhưng mà không hỏi phần 2 á là chương trình họ không có phát lương cho mình. Đúng. Thằng Khánh nó như thế nào đi nữa, nó có tật xấu. Cho nên là phải có cái phần 2 đó, gọi là chương 2. Và sau khi mà bước chân về với nhau, cởi bỏ cái áo cưới ra để khoác vào tấm áo một người vợ, một người chồng. Đúng rồi. Và sắp sửa là một người mẹ. Đó. Đó thì là có phát hiện ra cái gọi là tật xấu với nhau. Tật xấu đi chị ơi, nó tật xấu đó. Xấu hả? Cho dù là có yêu thương, cho dù có hy sinh cỡ nào đi nữa, tôi không tin rằng là cô ấy là hoàn hảo, không có tật xấu. Đúng không? Ủa là giờ em đang hỏi Thương hay là em đang hỏi Khánh? Hai đứa luôn. Đó. Giờ chị Khánh. Chị đang hỏi Thương về Khánh đó. Vậy hả? Rồi giúp em hỏi Khánh trước đi. Đó. Đứa nào nói trước? Thương nói trước đi, người ta là phải nữ trước. Đúng rồi. Cho hai mẹ con nó nói trước. Nói về tật xấu thì như là nói mọi người nói không có thì cũng không đúng là chồng em cái đó với em không phải là tật xấu mà là khuyết điểm của anh. Tại vì anh bắt buộc không có đôi chân thì anh không thể làm những cái điều, những cái việc đó, ví dụ như là quần áo thì không thể bỏ gọn gàng ở một chỗ được. Thì khi mà đi làm về vận động nhiều quá vết thương nó sẽ bị đau. Thì sẽ kiểu giống như là mệt quá không đi tắm nổi thì sẽ lùi tắm. Thì đó kiểu như với gặp vợ chồng khác, người đàn ông đó sẽ là tật xấu. Với chồng em đó là khuyết điểm. Với em cảm giác cái sự yêu thương của mình nhìn chồng mình nó nhiều quá nên mình nhìn đó là khuyết điểm. Chồng em thường như vậy. Kiểu chồng em thì không hút thuốc, không uống. Có ga lăng không? Dạ thì rất là ga lăng. Ga lăng thì chồng em là số 1 rồi. Lúc yêu ga lăng, rồi lúc lấy nhau về còn ga lăng không? Dạ còn. Kiểu quan tâm nhiều hơn. Đủ yếu là em không còn nhờ thì em cảm thấy là đối thì chồng em cũng có thể nấu ăn cho em luôn. Đi làm về anh cũng quán xíu người kia anh đi làm. Anh lo cho gia đình, lo cho vợ, xong rồi về nhà. Ví dụ em cảm thấy em ăn cơm xong anh có thể nhắc anh rửa chén cho em thì anh cũng tự động đi rửa. Đó. Thì không đầy quá đi. Đang trời lạc đề luôn đang phần kia. Rồi nha, cái phần như là tính xấu mình làm trong chương trình khác, quên tính đẹp chứ tính tốt là mình làm trong chương trình khác. Còn đây là thời khắc đó để mình khui những cái tật xấu của ổng. Chị biết nó lạc đề đó, bé Thương lạc đề mà tại vì nó dễ thương quá nên chị cứ để chị nghe vậy đó. Ha, chị cũng nhắc lạc đề cái em biết luôn, em cũng nghe luôn đó. Giờ chồng em được cái nữa là như hay nhõng nhẽo nữa. Trời ơi, giờ về là nhõng nhẽo kiểu giống là mệt lùi cái là bắt đầu giờ chứng lúc chưa men ghê lắm nhưng mà về tới nhà là bắt đầu nhõng nhẽo. Xong rồi nhõng nhẽo với vợ đó phải không? Xong rồi lùi tắm là bắt đầu bảo là vợ có thể lấy cái chăn không chứ giờ anh đi không nổi nữa rồi. Anh không thể đi. Xong rồi bảo lấp liếm cái chuyện đó bằng việc là anh không thể làm được chứ không phải là giờ anh quá mệt rồi anh không thể trường đi nữa được rồi. Em có thể giúp anh được không, là anh ở giờ anh nằm lại luôn. Em chịu không được, em chịu em cũng phải chịu thôi. Em bắt buộc phải đi lấy canh lau cho chồng em. Rồi cho anh thoải mái hơn. Lúc thấy thương là mình phải đi lau. Rồi chồng giục đồ giục thì về giường đó thì cũng bỏ lung tung quá thôi. Rồi em cũng phải đi lụm rồi đi giặt cho ảnh thôi. Nhưng mà nói chung á là bây giờ vợ đang có bầu rồi, giờ muốn làm biếng cũng đâu làm biếng được nữa. Đúng không?
Đó. Thì giờ em có muốn chồng em thay đổi điều gì không? Dạ, có một điều là em muốn chồng em là không phải thay đổi mà quan tâm bản thân mình nhiều hơn. Chồng em luôn có một điều là giống như là suy nghĩ cho gia đình, suy nghĩ cho những người xung quanh quá nhiều. Bỏ buôn bản thân mình lúc có em về làm là vợ xong rồi bây giờ có cơ duyên có con. Anh cảm thấy anh nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa. Mà lúc bất thường bị đau bảo anh nghĩ thì anh cũng không chịu nghĩ. Anh cứ cố gắng phải đi làm cho mình được. Về tới nhà nhiều khi trở trời thì cái vết thương nó bị đi co giật. Anh cũng không bao giờ nói, anh im lặng. Xong rồi em rất là sợ chồng em đã sức khỏe đã yếu rồi, vì những cái lo toan đó mà chồng bị bệnh hay là gì đó, em không thể nào mà chia sẻ cái nỗi đau đó được. Nên em muốn chồng em là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nói nữa đi. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em thôi. Em có thể cùng anh cố gắng được. Em luôn hài lòng. Em không phải là muốn cho vậy mình nuôi thật nhiều tiền, phải thật giàu có hay là cái gì hết. Em chỉ muốn chồng nhìn thấy chồng em mỗi ngày thôi. Em chỉ muốn bên cạnh anh, muốn được gặp anh, muốn anh khỏe thôi. Vậy em muốn chồng em thay đổi hay gì hết. Không. Cưng dễ sợ. Đang sống mà khóc vậy. Ra thì rồi em chia sẻ thì đôi khi kiểu như em, kiểu như em là con người rất là kiểu như là tham công tiếc việc ấy. Kiểu mình muốn làm để mình lo được cho gia đình, rồi bản thân mình, rồi bây giờ có vợ rồi có con nữa, mình cũng lo nhiều hơn. Nên là nhiều khi mình ít dành thời gian cho vợ nhiều nữa. Nhưng mà nãy vợ nói cái đó là em thấy hợp lý không? Dạ có. Thì dạ. Đó, người ta mong muốn vậy thì mình đáp ứng đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà bây giờ là công việc của Khánh vẫn làm tại nhà chứ có làm ở đâu nữa không? Nói chung là vẫn làm tại nhà. Tại nhà nhưng mà hiện nhưng tại mà cái đó là cái chỗ mà mình làm việc thôi. Không, bây giờ em mới chuyển sang một cái chỗ khác rồi. Dạ, có nghĩa em bây giờ làm một chỗ và về ở một chỗ. Làm một chỗ về một chỗ? Dạ. Gần không Khánh? Cũng gần ạ. Nói chung em đi qua được 5 phút thôi. Hiện tại bây giờ mới vợ về ở với bố mẹ. Thì còn em thuê một cái văn phòng khác để mình làm việc ở đó. Nhưng mà Khánh hiểu không? Dù là nó gần thiệt nhưng nó vẫn là không phải là cái nhà của mình. Nó vẫn là cái chỗ làm việc. Thì mà tại vì vợ em rất là lo. Đó. Mà bây giờ là Thương đâu có ra làm với chồng không? Dạ có, hay là em có làm không? Nhưng mà hiểu giống như là vợ chồng em đi làm thì vẫn livestream nói livestream cả ngày cả đêm. Chỉ nhiêu làm mà cả đêm thì làm tới 10 giờ, 11 giờ. Bây giờ hiện tại bầu em cũng vẫn đi làm cùng chồng. Hôm nào em mệt quá thì em mới ở nhà. Hôm nào anh mệt thì em bảo ở nhà mà anh cũng không chịu. Nói chung là vợ em xót á. Dạ, vợ em xót á. Thà ví dụ em nói thì vợ sẽ không lo nhiều. Còn này là cứ em không nói, em chịu đựng á. Nên là vợ rất là lo, rất là sợ. Tại tính em là mỗi khi em bị gì đó em ít khi chia sẻ cho người khác, sợ người ta lo lắng rồi buồn á. Mình cũng giống như là một cái điểm yếu của em. Mình lo cho người ta, cuối cùng là để người ta lo lại cho mình á. Bây giờ tới Khánh đi. Đó, tới Khánh đi. Vợ có gì xấu không? Vợ em á. Thực ra vợ em thì em định không hỏi á chị. Mà thấy nó không đẹp hỏi quá, mình đẹp không có luôn. Cái chương trình này nó ngộ lắm. Mình sai một miếng phọc mát là mình sẽ bị khiển trách rầy la, cho nên là buộc lòng là mình phải hỏi thôi. Thôi gán đào bươi bới móc gì đó. Mấy cái thật xấu của vợ nó với em. Vợ em thì thực ra thì tụi em mới cưới nên cũng em chưa biết nhiều về tật xấu của vợ. Nhưng mà cái mà em cảm thấy vợ em có điểm đó là hay kiểu như là không có chịu ngủ sớm, hay rất là thức khuya. Rồi bắt đầu là nói thì không chịu nghe, không phải là bảo đi ngủ sớm thì không chịu. Rồi sáng mai rồi dậy trễ, rồi đôi khi có những cái buổi đi làm lại không có đúng giờ, kiểu như là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nhưng vợ thì vẫn cứ ung dung, vẫn cứ là không có gọi là chịu follow theo mình ấy, kiểu như là không có sắp xếp được cái thời gian. Thí dụ là livestream đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. Mà chưa xuất hiện. em nói là ơi, hôm nay là mình livestream vào 7 giờ này. Nhưng mà 6 giờ vẫn đang bấm, 6 rưỡi vẫn đang ngồi bấm điện thoại này. Rồi đến giờ live rồi vẫn chưa có gì, có là sự chuẩn bị luôn đấy. Chỉ có như thế thôi. Còn vợ em thì rất là nói chung chỉnh chu từ cái
bếp núc cho đến là mọi thứ thì em thấy là chưa. Rồi cái đó là khen rồi đó, cái đó khen rồi, không cần khen. Bây giờ nó chứ bởi vì hai chồng này đặt đề hoài à, làm như nó mới coi trình này sao. Ý là cái phần đã nhất luôn á. Yeah. Mà nó nghe nè, cái lúc mà em like á, em thì quá quen rồi. Yeah. Em là chuyên nghiệp rồi mà vợ bắt đầu mới vô like phụ mình thì có hợp không? Có khớp không hay là có những cái trục trặc gì không? Có những cái mà vợ em bị ảnh hưởng khi mà họ, vì vợ em chưa quen với cái việc mà live stream bán hàng á. Em thì quen rồi thì không sao. Đôi khi là vợ em thì có những cái đôi khi bình luận không có hay hoặc những cái bình luận không tốt á. Rồi vợ em xúc động rồi lại khóc nhè luôn. Khóc nhè. Dạ. Rất hay khóc nhè. Chịu không nổi, đọc không chịu nổi những cái comment nữa chê. Dạ. Là hay bị mọi người có những comment họ chê á, bắt đầu là khóc tự nhiên khóc trên livestream vậy đó. Vậy cũng là thật xấu luôn. Không chịu đựng nổi được áp lực của comment. Cái đó cũng khuyết điểm chút xíu thôi. Nhưng mà giờ sao luôn? Giờ thay đổi chưa? Giờ thì không khóc ở đó, về nhà khóc. Chút nữa gặp anh sẽ cho bí quyết vượt qua những comment tiêu cực người ta chê mình. Rồi Khánh có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em cũng muốn là vợ em quan tâm sức khỏe mình nhiều hơn. Rồi hiện tại bây giờ có con rồi, em cũng muốn là vợ, đôi khi vợ em thấy em đi làm, em thấy vợ em mệt nhưng em nói thôi vợ ở nhà nghỉ đi, nhưng vợ em không chịu, kiểu như bắt buộc cứ phải muốn theo em vậy đó, phải ở bên cạnh phụ đó. Nhưng mà em thấy hiện tại thì thời điểm này cũng bầu bì rồi, em cũng muốn vợ nghỉ nhiều hơn, nhưng vợ em thì kiểu như cứng đầu ấy, không chịu đâu, không chịu. Là giờ một mình anh đi thì sợ anh buồn, thấy anh đi làm một mình thấy em buồn, anh buồn em không muốn ở nhà mình. Thế vậy cứ mệt cũng vẫn cứ đi theo vợ. Với lại chị, em 5 tháng là chắc rồi đúng không chị? Chắc rồi. Là đi tới đi lui nhiều khi cũng khỏe bạn rồi đó. Dạ, dạ. Nhưng mà kiểu như là live stream nhiều khi mệt á. Thành ra là em muốn vợ nghỉ nhưng mà vợ không chịu. Cứ bắt buộc nặng nặng đâu phải là em muốn đi cùng anh cơ. Tại vì lo cho em á. Dạ, lo cho em. Ở nhà nó còn lo nhiều hơn. Khi ở bên cạnh á, mình cứ đúng nhìn rồi. Được đó là mình chắc ăn đúng không? Dạ. Chị thấy chuyện của tụi em giống như là chuyện cổ tích á, thật sự mà nói luôn á. Ha, hoàng tử gặp công chúa đó, như cổ tích đó, cái mối tình này nó rất là đẹp luôn. Thành ra chị cái biết là mong tụi em giữ hoài cái tình yêu này. Chị muốn chúc cho tụi em là sức khỏe, sức khỏe bình an ha, rồi mẹ tròn con vuông. Đã biết trai em gái chưa? Dạ, công chúa. Công chúa hả? Vậy là coi như thêm thằng con trai nữa là coi như là đủ, gọi là điểm 10 đó ha. Điểm chúc, em chúc cho nó luôn, năm sau chúc cái này chơi chúc trước luôn đi. Chúc trước thôi hay là thôi để nữa đi em chúc online tụi nó xong đi rồi bắt đầu mình chúc đó. Đúng không? Nghe rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều luôn. Mình